Quý vị thân mến, dù đã nhiều ngày trôi qua, nhưng khi nhắc tới vụ nữ sinh của trường Đại học Hải Phòng tố bị trưởng khoa quân sự gạ tình, nhiều người vẫn không khỏi bức xúc và mong đợi diễn biến của quá trình điều tra, xác minh. Theo thông tin mới nhất, trường Đại học Hải Phòng đã kỷ luật cảnh cáo ông Phạm Thế Dũng, nam giảng viên trong vụ việc. Theo lãnh đạo thành phố Hải Phòng, sau khi thi hành kỷ luật, trường Đại học Hải Phòng đã trả giảng viên Phạm Thế Dũng, sinh năm 1973, trưởng khoa quân sự Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh trường Đại học Hải Phòng, về Trung tâm Giáo dục Quốc phòng thuộc quân khu 3 để xử lý vì vượt quá thẩm quyền. Cuối tháng 6 năm 2023, trường Đại học Hải Phòng xác minh thông tin một sinh viên trường Đại học Hải Phòng tố ông Phạm Thế Dũng nhiều lần gọi điện gạ tình, có những lời lẽ thiếu chuẩn mực. Bài viết có kèm theo 7 video ghi lại cuộc nói chuyện qua mạng xã hội được cho là của nam giảng viên và nữ sinh. Theo nữ sinh viên, thầy Dũng đã có gia đình, tuy nhiên vẫn có hành vi thiếu chuẩn mực, từ ngữ khiếm nhã về bộ phận nhạy cảm của phụ nữ. Trong bài đăng trên mạng xã hội, nữ sinh viên nhận định, mình chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên và mình cũng không phải là người duy nhất trong đại đội 6 bị như vậy. Theo xác minh ban đầu, nam giảng viên này đã thừa nhận hành vi như sinh viên tố cáo. Trường Đại học Hải Phòng đã có quyết định tạm đình chỉ công tác và kiểm điểm ông Dũng. Ngày 5 tháng 7, trên trang website của Trường Đại học Hải Phòng, ông Dũng không còn là người phụ trách khoa quân sự. Là một nhà giáo, đồng thời cũng là quân nhân, nhưng với hành vi gạ tình sinh viên trong khi bản thân đã có gia đình, Phạm Thế Dũng khiến dư luận không nén được bức xúc trước sự biến chất về đạo đức. Sau khi bị trả về để Trung tâm Giáo dục Quốc phòng thuộc quân khu 3 tiếp tục xử lý, liệu nam giảng viên này sẽ nhận hình phạt nào tiếp theo? Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các video sau.